Không đâu, tôi không mắc kẹt ở đây với anh đâu, Sa Đức. Rambol, cô chạy đi đâu hả? Buông ra, buông ra, tôi không đi. Buông ra. Tôi đã nói với cô rồi, Rambol, cô không chạy thoát khỏi tôi đâu. Cho dù chúng ta đã ly hôn rồi, cô và tôi cũng không thể tách ra được đâu. Cô chấp nhận đi, chúng ta sinh ra là dành cho nhau mà. Đứng lên. Không. Đứng lên đi. Tôi không đi. Những cặp đôi khác ở với nhau là vì họ tốt tính, còn chúng ta cả hai đều xấu xa như nhau. Cho nên chúng ta đi vào địa ngục cùng nhau thì hơn đó. Tôi không đi mà. Không đi. Không đi hả? Buông ra. Đi. Dám nắm tóc chồng hả? Cô dám nắm tóc chồng hả? Cô cũng mau bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ tôi ra, mau lên. Bỏ ra. Cứu tôi. Bỏ ra. Bỏ ra. Buông ra, bỏ tôi xuống. Xe của ai đến vậy? À bà à. Hả? Hình như là A Cha đó. Âu. A Cha. Sao con lại về bằng taxi vậy? Nè, cô Rambol đi đâu rồi? Hả? Ơ nè 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 nè, con nó kìa. Sao mẹ hỏi mà không trả lời về A Cha? A Cha. Đợi đã, mẹ hỏi tại sao con lại về bằng taxi, cô Rambol đâu rồi? Chen à, Clear đã quay về nhà chưa vậy? Dạ, chưa về. Không phải em và Clear cùng nhau đi chơi biển hay sao? Vậy Clear đã gặp phải chuyện gì rồi cha? Con tìm con nhỏ đó làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cô Rambol đâu rồi hả? Chị Rambol đi thăm bạn bè rồi. Chị ấy bỏ con với Clear ở lại đó. Mẹ không tin. Không có người phụ nữ nào để chồng ở lại với người phụ nữ khác đâu. Đặc biệt là cái con luôn im lặng đó. Mẹ đừng có nói về Clear như vậy nữa. Nè, con dám lớn tiếng với mẹ chỉ vì con nhỏ đó sao A Cha? Mẹ à, mẹ bình tĩnh lại đi mà. Mẹ hãy nghe A Cha giải thích trước đã. Không cần thiết phải nghe đâu. Mẹ đã linh cảm trước rồi. Có con nhỏ đó đi cùng chắc chắn sẽ xảy ra chuyện cho bà xem. Trước đó mẹ đi tắm nước nóng, mẹ nhìn vào mắt nó, mẹ đã đoán ra là nó đang muốn có được A Cha. Và con cũng ngu khi muốn ở bên nó. Con đã ngủ với nó rồi bị cô Rambol nhìn thấy, có phải không? Nên cô Rambol mới không về nhà hả? Con muốn lấy nó đến nỗi quên ba, quên mẹ, quên anh chị em luôn, có phải hay không hả A Cha? Nếu cô Rambol không muốn con nữa, rồi sau này ai sẽ giúp gia đình trả tiền học phí cho em con? Ai trả tiền chữa bệnh cho ba con hả A Cha? Đứa con ích kỷ này. Con là đứa con ích kỷ sao mẹ? Phải. Con là đứa con duy nhất phải làm việc từ khi còn nhỏ đó mẹ. Tự kiếm tiền đi học, kiếm tiền để trả học phí cho các em, kiếm tiền để trả nợ cho gia đình mình, kiếm tiền về cho ba, cho mẹ. Con đã làm tất cả mọi thứ để mọi người được sống thoải mái.
giờ. Thậm chí là đi bán thân đó mẹ ạ. À. Con bình tĩnh lại đi A Cha. Mẹ con cũng chỉ lo lắng sợ cuộc đời con sau này sẽ khổ sở, chứ mẹ con không có cố ý nói con như vậy đâu. Con cũng đã từng nghĩ là ba mẹ lo lắng cho con, nhưng bây giờ con không thể biết được là ba mẹ lo cho con hay là lo cho bản thân đi hả ba mẹ? Ây, sao con lại nói những lời như vậy? À, con biết được là ba mẹ sẽ đau lòng cỡ nào hay không? Vậy chuyện ba mẹ nói dối con thì sao đi? Nói dối chuyện ba bị bệnh tim đó, ba mẹ có từng nghĩ đến cảm giác của con ra sao không? Ây, con nghe ở đâu mà nói vậy? Ba không có nói dối. Ba dừng việc nói dối A Cha lại được rồi đó. A Cha đã đi hỏi bệnh tình của ba với bác sĩ rồi. Phải, mẹ nói dối đó. Vì mẹ không muốn con nhỏ đó đánh mất tương lai sau này của con. Nếu như mẹ lo lắng cho con thì mẹ đừng bắt ép con sống cùng với người phụ nữ mà con không hề yêu. Nếu mẹ thật sự yêu thương con, mẹ phải để cho con yêu người phụ nữ mà con muốn yêu đi mẹ à. Không lẽ con yêu con nhỏ đó hơn mẹ luôn sao hả A Cha? Mẹ, nếu con yêu con nhỏ đó, từ mặt mẹ đi rồi sống với nó. A Cha, A Cha, A Cha, con định đi đâu vậy hả? A Cha, quay vào nhà ngay cho mẹ. A Cha, đồ đứa con bất hiếu, mẹ nói con quay lại. À, em cứ làm tiếp tục như vậy giúp chị nha. Dạ chị. Kêu à, em gặp chuyện gì rồi phải không? Có gì đâu chị, em vẫn bình thường mà. Em đừng có nói dối chị. Em cãi nhau với anh Sa Đơm rồi có đúng hay không? Chị thấy mặt của em căng thẳng từ sáng giờ rồi. Dạ không có đâu. Nếu không có thì anh Sa Đơm biến mất đi đâu mà không thấy đến tiệm mấy ngày nay rồi? Chắc là anh Sa Đơm đang bận thôi. Nếu như mà anh ấy rảnh á thì đã gọi cho em rồi. Kêu à, em thật sự không sao đó chứ? Cậu, anh Sa Đơm có được Ly đến đây không hả chị? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Chị Ari à, em nhờ chị coi tìm giúp em một chút nha. Ra ngoài. Tôi không đi. Ra đi. Tại sao mà khổ vậy chứ? Cậu hãy mau về đi, trước khi tôi gọi điện báo cảnh sát bắt cậu. Tôi cầu xin chị, tôi rất muốn được gặp Lia. Đủ rồi A Cha, cậu có biết bây giờ tình trạng của Lia ra sao hay không hả? Cậu muốn nhìn thấy Lia chết trước mặt của cậu, cậu mới chịu ngừng lại hay sao? Tôi không cố ý làm như vậy. Chị muốn tôi đến chùa nào thì cũng được mà. Tôi chưa từng có suy nghĩ làm hại Lia. Hôm đó tôi không được tỉnh táo. Tôi sai.
Tôi đã bị chị Rambon chuốc thuốc đó. Cậu nói sao? Tôi thật sự không biết là chị Rambon sẽ làm chuyện như vậy. Chị cho tôi gặp Lia được hay không hả? Tôi rất muốn nói lời xin lỗi với Lia. Nhưng tôi nghĩ nếu như cậu yêu Lia thì tốt hơn hết cậu đừng gặp Lia nữa. Nhưng mà tôi... Nếu như cậu yêu Lia thì cậu nên để cho Lia thoát khỏi cuộc đời của cậu đi. Không đâu, tôi sẽ không bao giờ buông tay Lia. Vì tôi thật sự yêu Lia mà. Nếu như cậu không chịu buông tha cho Lia thì điều đó có nghĩa là cậu không hề yêu thương Lia, mà cậu chỉ yêu thương bản thân mình thôi. Acha, không phải như vậy. Đúng là vậy đó. Nếu như một người thật sự yêu thương một ai đó thì họ sẽ muốn người yêu của họ được hạnh phúc. Cậu đã từng làm điều gì khiến Lia hạnh phúc hay chưa? Tôi... Cậu cũng biết được, tôi chỉ là vợ lẽ của anh Sa Đơn thôi. Và cậu cũng rõ biết là Lia yêu quý chị Rambon như thế nào. Nhưng Lia phải tới chỗ của tôi ở chỉ vì không muốn chạm mặt cậu thôi. Nếu như cậu yêu Lia thì cậu nhìn lại đi, Lia có hạnh phúc hay không? Cậu thử hỏi bản thân mình đi. Acha, là từ ngày cậu bước vào cuộc đời của Lia, cậu đã làm gì cho Lia mỉm cười hay chưa? Tôi vẫn đang cố gắng hết sức đây. Tôi cố gắng làm việc để kiếm thật nhiều tiền. Sau này khi tôi có tiền rồi, Clea sẽ được hạnh phúc. Không phải là chuyện tiền bạc đâu Acha. Đối với cậu mà nói thì cậu nghĩ tiền có thể mua được hạnh phúc. Nhưng mà với người khác thì tiền không thể nào mua được hạnh phúc đâu Acha. Có những người họ chỉ cần tình yêu, cần được lo lắng, được xem trọng và bảo vệ thôi. Nếu như cậu đã không thể chăm sóc cho Clea, không bảo vệ được Clea, thì cậu nên buông tha cho Clea, để cho Clea đến với người có thể chăm sóc được cho em ấy. Có như vậy thì mới gọi là thật sự yêu Clea đó Acha. Nhưng mà tôi cũng yêu Clea mà. Chuyện gì vậy chị Ampa? Sao hả chị? Mẹ bị ngã cầu thang hả? Chỗ mà cô phải ở là chỗ này nè. Còn tôi thì tôi ở bên kia, nhưng mà là ở trong khách sạn sang trọng và thoải mái của bạn tôi đó. Anh ngưng việc để lại đi Sa Đơn. Anh không nhớ hay sao? Chính anh là người không cần đến tôi nữa và cậu xin tôi ly hôn. Sao bây giờ lại đến quấy rối tôi làm gì hả? Anh để tôi đi đi. Tôi không hề muốn dính dáng đến cô đâu. Nếu như cô không làm những chuyện xấu xa với Clea, tôi cũng muốn xem thử xem nếu không có Acha thì cô có chết không. Kể từ bây giờ cô sẽ phải tự làm mọi việc, từ việc đi kiếm thức ăn, tạo lửa. Cô cầm cái xô này rồi đi lấy nước từ cái hồ đằng kia về đây mà tắm biết không? Cô không được phép bước chân vào chỗ nghỉ của tôi Rambon à. Cô hiểu không hả? Chỗ của cô là ở trên bãi biển này đó. Anh đang nói đùa với tôi đúng không? Tôi làm như vậy với cô mà cô còn nghĩ là tôi đùa giỡn nữa sao? Cô phải tự làm tất cả mọi việc mà trước đây Lia đã làm cho cô. Cô sẽ biết được là người mà cô đã hãm hại đã làm những gì cho cô từ trước đến giờ. Cô làm cái gì tôi đó? Tôi không làm. Không làm thì cũng phải làm mà thôi. Ở đây cô không còn là bà chủ nữa. Cô không được quyền ra lệnh hay là thương lượng bất kỳ chuyện gì hết. Người duy nhất làm chủ ở đây là tôi, cô biết chưa? Ở đây không có điện thoại di động, cũng không có bất kỳ dịch vụ nào cho cô hết. Tôi khuyên cô một câu, nhanh đi tìm thức ăn đi. Anh bị mất trí rồi đó hả? Trên đảo như vậy tôi tìm thức ăn ở đâu được chứ? Cô luôn thích xem phim bị lạc trên đảo Quan không phải vậy sao hả? Trong phim đó tìm thức ăn ra sao thì cô có làm theo như vậy. Sao đâu. Và tôi cũng nhắc nhở cô, cô đừng cứ nghĩ đến chuyện lái chiếc thuyền đó, vì chiếc thuyền sẽ không đi đâu được nếu như không có chìa khóa này. Cô nhanh đi tìm thức ăn rồi đi nhặt củi khô về mà tạo lửa đi. Nếu không là không kịp đó. Nếu làm không kịp thì có thể tối nay cô sẽ phải ngủ với bóng tối xung quanh cùng với bầu trời đầy sao mà thôi. Cô có còn nhớ không, đêm đầu tiên cô làm vợ tôi, lúc đó chúng ta đang nằm ngắm sao trên núi.
Hay là cô muốn sống lại những kỷ niệm đẹp đó hả? Thì tối nay tôi có thể đến đây để mà hấp hôn với cô. Đồ khốn nạn. Dù sao thì tôi cũng là chồng của cô đó. Đồ điên, đồ điên, đồ điên. Đồ khốn nạn, đi đi, cút đi. Phòng cấp cứu. Ba, chị Âm Ba. À cha. Tình hình của mẹ sao rồi chị? Bác sĩ vẫn chưa ra khỏi phòng cấp cứu nữa. Cũng tại con đó A Cha, con làm cho mẹ con nổi giận đến nỗi ngã cầu thang như vậy đó. Ba à. Ai là người thân của bệnh nhân nương vậy? Dạ tôi là con trai của bệnh nhân thưa bác sĩ. Mẹ tôi tình hình sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân nương đã bị dở mạch máu trong não và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Hả? Phải phẫu thuật sao? À bác sĩ, bác sĩ nhanh phẫu thuật đi chứ, còn đợi chờ gì nữa. Chúng tôi cần phải xin phép người thân trước, bởi vì chi phí phẫu thuật tương đối cao đó. Hả? Bác sĩ nghĩ là tôi không có tiền hay sao? Bác sĩ có biết là vợ của con trai tôi giàu đến cỡ nào không? À cha, con gọi cho cô Rambon ngay đi. Em đưa Clea về nhà nghỉ ngơi rồi hả? Clea bây giờ sao rồi? Clea đã khỏe hơn nhiều rồi anh à. Cũng may là có bác sĩ Oba tới thăm hỏi. Clea được bác sĩ chăm sóc hàng ngày luôn đó anh. À, bác sĩ Oba đến nhà hả? Cũng coi như là Clea vẫn còn may mắn khi gặp được người tốt như bác sĩ Oba. Mặc dù Clea không liên lạc với cậu ta, mà cậu ta cũng không bỏ rơi Clea. Anh thật sự mong muốn là Clea sẽ có tình cảm với bác sĩ Oba đó em. Những chuyện này còn phải tùy vào mỗi người nữa anh à. Nếu yêu thì đã yêu rồi, nếu đã không yêu thì không thể nào ép buộc họ được đâu. Nhưng nếu ở với người mà chúng ta yêu nhưng họ lại không để ý chúng ta, anh nghĩ là chúng ta nên yêu người mà họ dành tình yêu cho chúng ta sẽ tốt hơn rồi. Anh chị bạn nghĩ như vậy hả? Phải. Vậy còn em sao rồi? Cao. Anh rút máy trước nha Kéo. Vì anh đang chăm sóc một khách hàng cực kỳ quan trọng. Không biết họ đi đâu mất rồi. Tối nay anh sẽ gọi lại cho em nha Kéo. Đừng đi ngủ sớm đó. Đợi nói chuyện với anh nha. Dì đợi con một chút. Để con băng lại cho. Dì cắt móng tay chỉ bị cắt trúng thịt một chút mà thôi. Con không cần phải lo lắng cho dì quá như vậy đâu. Tại con nhớ lúc dì đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ nói là máu của dì không được tốt đó. Và cần uống bổ sung vitamin đó dì. Clea đi học chưa? Dạ đi học rồi. Dạ đây, phở xào, không cho đậu, không cho ớt và không cho giá. Còn tráng miệng thì có món bánh lọt nước cốt dừa. Từ khi tôi thuê cô về, chỉ có hôm nay là cô chuẩn bị đồ ăn mà tôi thấy ưng ý nhất. Không phải là chen chuẩn bị đâu, là cô Clea đi mua phở xào cho cô từ sáng sớm. Chuẩn bị mọi thứ xong rồi mới đi học. Tôi chỉ có mỗi việc dọn món ra thôi. Thank you.
dì ơi, dì Rambon à, dì hãy lên phòng nằm ngủ đi dì. Không được, dì không lên. Dì phải ngồi đây bắt tận mắt xem dượng con đi mấy giờ mới về. Nếu vậy thì để con ngồi đợi cùng với dì nha. Con ngồi đây đợi với dì làm gì? Con lên phòng ngủ trước đi. Nhưng mà con... Con đừng làm phiền dì nữa. Đến chồng của dì còn không quan tâm tới cảm giác của dì ra sao thì con là ai? Dù dì có nhận nuôi con thì con cũng chỉ là người dân mà thôi. Cuối cùng cuộc đời của dì chỉ có một mình. Con muốn đi đâu thì đi đi. Dạ. Tôi không hề muốn dính dáng tới cô đâu Rambon. Nếu như cô không làm những chuyện xấu xa với Clear, tôi cũng muốn xem thử xem nếu như không có Acha thì cô có chết không. Kể từ bây giờ cô sẽ phải tự làm hết mọi việc, từ việc đi kiếm thức ăn để mà ăn, tạo lửa, cô cầm cái xô này rồi đi lấy nước từ cái hồ đằng kia về mà tắm đi. Cô không được phép bước chân vào chỗ nghỉ của tôi đó Rambon à. Chỗ của cô là ở trên bãi biển này thôi. Anh đang nói đùa với tôi đúng không? Tôi làm như vậy với cô mà cô còn nghĩ là tôi đùa giỡn hay sao? Cô phải tự làm tất cả mọi việc mà trước đây Clear đã làm cho cô. Cô sẽ biết được là người mà cô đã ra tay hãm hại đã làm những gì cho cô từ trước đến giờ. Clear, chị xin lỗi con, chị không cố ý đâu. Chỉ vì tên Sa Đơn, tên Sa Đơn không thể làm gì mất ai cha được. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều là do Sa Đơn gây ra hết. Tôi sẽ giết anh. Tôi sẽ giết chết anh. Tôi phải giết anh. Tôi phải giết anh Sa Đơn. Sa Đơn, Sa Đơn.